cháu xin cảm ơn những cái lời chia sẻ của chú Nguyễn Phan Hách. Dạ vâng, và xin được trở lại với chương trình giới thiệu những tác phẩm thơ phổ nhạc của chú Trần Minh Hồ. Và ngay sau đây, cháu xin được giới thiệu tới tất cả các cô chú, các anh chị ca khúc có một vầng trăng lơ đãng. Dạ vâng, ca khúc này chính là sự hợp nhất của hai bài thơ Có một vầng trăng và Trung du mùa thu. Dạ vâng, và hôm nay trên sân khấu này, ca khúc Có một vầng trăng lơ đãng sáng tác trọng tài lời thơ Trần Minh Hồ. Xin được sự tái hiện lại của giọng ca Duy Phước. Xin tất cả các cô chú các chị hãy dành cho Duy Phước một tràng pháo tay thật lớn nào. Rồi. Có một vầng trăng lơ đãng lướt qua cửa sổ nhà tôi. Đấy là hai câu thơ đầu của bài thơ vầng Có một vầng trăng lơ đãng. Oh, yeah.
nhạc phẩm của một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn. Nhạc phẩm có tên đề Xó Lấp Bốn Phương. Xin được gửi tới toàn thể các bác các chú. Yeah.
tôi không chủ quan được lúc nào nữa. Có lẽ chỉ một vài năm tới thì bốn ca sĩ này sẽ có những vị trí hết sức và xứng đáng với tài năng của họ. Cái chúng ta hoan hô. Và tôi xin nói rằng cái người đèn đàn rất tiếc là anh Tùng chỉ huy dẫn chương trình này phải không nói với tôi tên cái người nhạc sĩ mà đèn đàn cho tất cả chúng ta vừa hát bằng cái đàn mà anh Tạo cũng đánh giá cao lắm, tức là cái đàn bóp nào đó. Thế thì tôi thấy đèn một cái đàn mà một chân hay hết sức trung trung mà hết sức uyển chuyển. Tôi đề nghị được lát nữa anh Tùng sẽ giới thiệu người nhạc sĩ đèn đàn. Và để tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ có một nghệ sĩ ngâm thơ và đọc thơ là cháu Vinh Vân. Cháu Vinh Vân.